Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của truyền hình Vĩnh Long hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới và chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 15.644 điểm cầu trên toàn quốc, với hơn 1.280.000 cán bộ đảng viên tham dự. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo ban bộ ngành trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền các cấp. Dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long có đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy. Đối với cán bộ đảng viên, đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng. Quy định số 144 của Bộ Chính trị nêu rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực, đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên cần thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị là văn bản quan trọng định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình, bảo đảm đồng bộ thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Việc quán triệt và hướng dẫn thực hiện những nội dung của quy định số 144 và chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện quy định và chỉ thị. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp, các ban ngành địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa quy định, chỉ thị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đồng thời tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các ngành địa phương, cơ quan, đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 10 khai mạc kỳ họp thứ 8 nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024, thảo luận và quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2024, đồng thời thực hiện công tác cán bộ và xem xét cho ý kiến quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Lê Thị Thúy Kiều, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đồng chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long. Cùng dự kỳ họp thứ 8 còn có lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực chính và đại diện Văn phòng Chính phủ. Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong kỳ họp lần thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét quyết định những nội dung quan trọng về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. Trong đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thảo luận các báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng còn lại của năm 2024. Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C, sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. Báo cáo về thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp sửa chữa kè sông Cổ Chiên, phường 1, thành phố Vĩnh Long. Báo cáo bổ sung tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024. Ban hành các nghị quyết, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu lò gạch gốm Mang Thít, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2045. Chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Phê duyệt đề án xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự và chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Quy định mức chi đón tiếp thăm hỏi, chúc mừng một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện.
đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, tập trung vào những vấn đề lớn trong lãnh đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, công tác quản lý nhà nước, giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị của cử tri về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cần tập trung những tháng còn lại của năm 2024. Đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục thảo luận, phân tích sâu những lĩnh vực nổi bật của những tháng đầu năm 2024, những hạn chế yếu kém tồn tại, những khó khăn vướng mắc phải giải quyết, những thách thức phải vượt qua, nhất là nguyên nhân chủ quan, dự báo khả năng tình huống sắp tới, nhất là những tháng còn lại của năm 2024 và cả năm 2025, với tinh thần khách quan, toàn diện, chú ý đến khó khăn, hạn chế và đã hãy sẽ đối mặt. Đối với các tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm thảo luận, đóng góp về sự phù hợp, tính khả thi hiệu quả của các chính sách, tính thống nhất đồng bộ với các quy định của Trung ương và pháp luật hiện hành, bảo đảm phát huy được nguồn lực, tận dụng được cơ hội phát triển, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng, thu hút sự quan tâm và kỳ vọng của cử tri và nhân dân, doanh nghiệp, tỉnh nhà. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến, tâm huyết, sâu sắc, chất lượng, nhất là các ý kiến còn khác nhau, thảo luận tại tổ để quyết sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh thực sự đồng hành, hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Trong phiên khai mạc, Hội đồng Nhân dân tỉnh nghe Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và các tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết trên các lĩnh vực. Nghe thông báo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024. Kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra trong 2 ngày 9 và 10 tháng 7. Chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025, hiện nay các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đang tổ chức tư vấn hướng dẫn cho học sinh và phụ huynh lựa chọn tổ hợp môn học lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tất cả học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 được thông tin về chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các tổ hợp môn học của nhà trường. Trên cơ sở đó, học sinh và phụ huynh căn cứ vào năng lực, năng khiếu, thế mạnh, sở thích và định hướng nghề nghiệp để lựa chọn tổ hợp môn học phù hợp với các em để đăng ký nguyện vọng học tập. Cùng với đó, học sinh còn được nghe phổ biến nội quy của nhà trường và sách giáo khoa sử dụng trong năm học mới. Năm học 2024-2025 là năm thứ 3 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ở bậc trung học phổ thông. Bậc học này được phân định rõ là bậc học định hướng nghề nghiệp. Do đó, học sinh và phụ huynh cần nghiên cứu kỹ và lựa chọn tổ hợp môn học phù hợp vì chọn sai có thể ảnh hưởng đến nghề nghiệp của các em trong tương lai. Quỹ động vốn của toàn hệ thống ngân hàng được kỳ vọng sẽ tăng 10,1% trong năm nay, cao hơn dự báo. Đây là thông tin đáng chú ý từ kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý 3 2024 của vụ dự báo thống kê Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các tổ chức tín dụng dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng sẽ tốt hơn trong quý 3 khi nền kinh tế có nhiều diễn biến tích cực và phục hồi. Trong đó, nhu cầu vay vốn được kỳ vọng cải thiện nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán. Các tổ chức tín dụng cũng nhận định tình hình thanh khoản sẽ tiếp tục cải thiện trong quý 3 và cả năm nay.
Theo thống kê của ngành chức năng, tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã giải ngân gần 90 tỷ đồng nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đã được phân bổ, đạt 60% kế hoạch đề ra. Theo đó, nguồn vốn đã giải ngân tập trung trên các lĩnh vực giao thông, giáo dục đào tạo, văn hóa thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tính đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã được phân bổ trên 145 tỷ đồng để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương trong năm 2024. Trong đó, nguồn vốn phân bổ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gần 128 tỷ đồng, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững được phân bổ gần 3,7 tỷ đồng và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được phân bổ trên 13 tỷ đồng. Với việc phát huy lợi thế về vị trí địa lý và những tiềm năng lợi thế sẵn có, hiện tỉnh Vĩnh Long được xem là địa điểm đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tính đến nay, tỉnh Vĩnh Long có 230 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 75 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 29.340 tỷ đồng và trên 1 tỷ đô la Mỹ. Với việc nâng cao hiệu quả công tác thu hút mời gọi đầu tư trên nhiều lĩnh vực như chế biến nông sản, ngành công nghiệp cơ khí chính xác, công nghiệp phụ trợ, các ngành công nghiệp sản xuất chế tạo đã tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế tại địa phương, góp phần nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp và gia tăng giá trị xuất khẩu của tỉnh trong những năm gần đây. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành chức năng, hiện kết quả thu hút mời gọi đầu tư vào tỉnh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương. Vì vậy, ngoài việc thực hiện tốt các chính sách thu hút mời gọi đầu tư, tỉnh Vĩnh Long đã ban hành danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư, ưu đãi đầu tư để giới thiệu quảng bá đến các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm kiếm cơ hội đầu tư vào địa phương.